Tất cả vật cần dùng đều tùy theo tâm hiện bày. Đại Bồ Tát này cũng như vậy, các thứ cần dùng đều tùy theo ý muốn mà hiện ra, do nhờ thế lực này tăng thượng, nên Bồ Tát dùng các thứ vật dụng thượng hạng cung kính cúng dường chư Phật Thế Tôn, cũng làm cho sung mãn vào các cõi trời. Đại Bồ Tát này do bố thí ba la mật đa, độ khắp các loài hữu tình, dùng phương tiện thiện xảo, đem pháp tam thừa mà giáo hóa chúng, tùy theo ý muốn làm cho chúng được lợi ích an vui. Như vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, do sức của tâm vô lậu xa lìa các tướng, nên đối với tất cả pháp vô tướng, vô đắc, vô sở tác, được viên mãn bố thí ba la mật đa và được viên mãn các pháp lành khác. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, có thể đem tâm đi tướng vô lậu mà tu tịnh giới ba la mật đa, nghĩa là được tóm thâu trong các chi thánh đạo vô lậu, đúng pháp đắc giới thanh tịnh hoàn toàn. Tịnh giới như vậy không khuyết không hở, không tỉ vết, không nhơ uế, không bị chấp thủ, đáng được cúng dường, được người trí khen ngợi. Nhờ tịnh giới này đối với tất cả pháp đều không chấp thủ, nghĩa là không chấp có sắc thọ tưởng hành thức, cho đến không chấp có 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp, không chấp có đại tộc sát đế lợi, cho đến đại tộc cư sĩ, không chấp có bốn chúng đại thiên vương, cho đến trời phi tưởng, phi tưởng xứ, không chấp có quả dự lưu, cho đến độc giác bồ đề, không chấp có ngôi chuyển luân vương và các ngôi tiểu vương tẻ quan. Chỉ đem sự trì giới như thế bình đẳng cho các hữu tình và cùng nhau hồi hướng về trí nhất thiết trí. Trong khi hồi hướng, dùng vô tướng, vô sở đắc, vô nhị làm phương tiện, chẳng phải có tướng, có sở đắc, có hai làm phương tiện, chỉ nương vào thế tục, chẳng nương vào thắng nghĩa. Nhờ nhân duyên này, tất cả Phật Pháp đều được viên mãn. Đại Bồ Tát ấy do trì tịnh giới ba la mật đa này dùng phương tiện thiện xảo, nhập bốn phần tịnh lự thắng tấn không đắm trước nên được phát sanh thần thông. Đại Bồ Tát này với thiên nhãn thanh tịnh do dị thục sanh, có thể thấy được chư Phật trong hiện tại khắp mười phương, cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí, đối với các sự việc đã thấy được đều chẳng quên mất. Dùng thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe được chư Phật thuyết pháp khắp mười phương, cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí, đối với các việc đều đã nghe được, chẳng bao giờ quên mất, nghe rồi đem pháp ấy làm lợi ích cho mình và người, không để uổng phí. Dùng tha tâm trí, có thể biết được chư Phật khắp mười phương và tâm tâm sở của các loài hữu tình, biết rồi mới có thể tùy theo chỗ thích nghi của chúng để làm lợi ích. Dùng túc trụ trí biết được các nghiệp quá khứ của các hữu tình, do sự tạo nghiệp không mất nên sanh vào các chỗ này chỗ kia, chịu các sự khổ vui, biết rồi vì họ mà nói nhân duyên nghiệp cũ, làm cho họ nhớ biết để tạo việc lợi ích. Dùng lậu tận trí giáo hóa hữu tình, hoặc giúp cho họ chứng được quả dự lưu, quả nhất lai, nói rộng cho đến chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nói tóm lại, Đại Bồ Tát này sanh vào bất cứ chỗ nào, cũng tùy theo sự thọ lãnh khác biệt của các hữu tình, mà dùng phương tiện độ thoát cho họ chứng được các thiện phẩm. Như vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhờ sức tâm vô lậu xa lìa các tướng, nên đối với tất cả pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, viên mãn thanh tịnh, tịnh giới ba la mật đa, và có thể viên mãn các pháp lành khác. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên đem tâm đi tướng vô lậu mà tu an nhẫn ba la mật đa. Đại Bồ Tát này từ lúc phát tâm cho đến khi an trụ nơi tòa bồ đề vi diệu, trong thời gian ấy dù có các loài hữu tình đều cầm các thứ khí cụ đến làm hại, nhưng Đại Bồ Tát này vẫn không sanh tâm hờn giận. Lúc ấy Bồ Tát nên tu hai nhẫn, một là nên chịu đựng tất cả những sự nhục mạ gia hại của các hữu tình, không sanh tâm giận dữ mà đè nén hận thù; hai là nên phát sanh vô sanh pháp nhẫn, nếu gặp các thứ khổ, bị những sự nhục mạ hoặc bị các loại dao gậy làm hại, thì Đại Bồ Tát nên quan sát suy nghĩ, ai có thể nhục mạ, ai bị nhục mạ, ai làm hại, ai bị làm hại, ai giận dữ, ai nhẫn nhịn. Lại suy nghĩ, tất cả pháp lành đều hoàn toàn không, pháp còn bất khả đắc, huống là có pháp tánh cũng còn không có, huống là có hữu tình.
Khi quán như vậy, người mạ nhục hoặc người bị mạ nhục, người hại hoặc người bị hại đều không thấy có, cho đến bị mổ xẻ, cắt đứt thân thể từng đoạn, Bồ Tát vẫn nhẫn được, không sanh niệm gì khác. Đối với các pháp tánh, Bồ Tát như thật quán sát mới có thể chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là thế nào? Nghĩa là Bồ Tát làm cho tất cả phiền não chẳng phát sanh, trí tuệ vi diệu thường không gián đoạn, quan sát tất cả pháp hoàn toàn chẳng sanh, vì vậy gọi là vô sanh pháp nhẫn. Đại Bồ Tát này an trụ trong hai pháp nhẫn như thế, nên mau được viên mãn sáu pháp ba la mật đa, như bố thí vân vân, nói rộng cho đến mau được viên mãn 80 vẻ đẹp. Đại Bồ Tát này an trụ trong các pháp Phật khác như vậy rồi, thì thánh pháp vô lậu xuất thế đều được viên mãn, không giống như thần thông của các thanh văn độc giác. An trụ trong thần thông thủ thắng như vậy rồi, Bồ Tát dùng thiên nhãn thanh tịnh, quan thấy chư Phật trong hiện tại khắp mười phương, cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí, luôn tùy niệm Phật, thường không gián đoạn. Dùng tịnh thiên nhĩ, thường nghe chư Phật thuyết pháp khắp mười phương, thọ trì chẳng quên, như thật giảng thuyết cho các loài hữu tình. Dùng tha tâm trí, có thể đo lường tâm và tâm sở của chư Phật Thế Tôn, cũng có thể biết được tâm và tâm sở của các loài hữu tình, tùy theo chỗ thích hợp mà nói chánh pháp, làm cho họ phát sanh thắng giải. Dùng túc trụ trí, biết các hữu tình đời trước gieo trồng căn lành khác nhau, biết rồi dùng phương tiện thị hiện khuyên bảo dẫn dắt khen ngợi khích lệ vui mừng, làm cho họ được lợi ích. Dùng lậu tận trí, tùy theo chỗ thích nghi của họ mà giáo hóa họ vào pháp tam thừa. Đại Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình mau được đầy đủ trí nhất thiết trí, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vận chuyển pháp luân vi diệu làm lợi ích cho tất cả. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhờ sức tâm vô lậu xa lìa các tướng, nên ở trong các pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, được viên mãn an nhẫn ba la mật đa, và cũng có thể viên mãn các pháp lành khác. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên đem tâm ly tướng vô lậu mà tu tinh tấn ba la mật đa. Đại Bồ Tát này quyết tâm tinh tấn dõng mãnh nhập vào sơ tịnh lự, cho đến nhập vào tịnh lự thứ tư, nương vào bốn tịnh lự này phát sanh các thần thông biến hiện, cho đến đưa tay sờ tới mặt trời mặt trăng tự do xoay chuyển không thấy khó khăn, thành tựu dõng mãnh thân tinh tấn, đem sức thần thông trong chừng giây lát, có thể đến được hằng hà sa số thế giới của chư Phật khắp mười phương, lại đem các dụng cụ ưa thích thượng hạng cung kính cúng dường chư Phật Thế Tôn, nhờ đó quả báo căn lành vô tận dần dần chứng đắc trí nhất thiết trí. Nhờ thế căn lành này tăng thượng, đã được thành Phật rồi lại được vô lượng thế gian trời người Atula vân vân, đem vô lượng vật dụng ưa thích thượng hạng cúng dường cung kính. Nhờ căn lành này sau khi nhập vào niết bàn để lại xá lợi, còn các đệ tử vẫn được vô lượng thế gian trời người Atula vân vân cúng dường cung kính. Đại Bồ Tát này lại dùng thần lực có thể đến hằng hà sa số thế giới của chư Phật khắp mười phương, được nghe chư Phật nói pháp, nghe rồi thọ trì không bao giờ quên mất, cho đến chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát này dùng thần lực có thể đến hằng hà sa số thế giới của chư Phật khắp mười phương, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, tinh tấn tu học trí nhất thiết tướng đã được viên mãn rồi, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vận chuyển pháp luân vi diệu, độ thoát các loài hữu tình. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát thành tựu thân tinh tấn dõng mãnh, nên được tinh tấn ba la mật đa mau được viên mãn. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát thành tựu tâm tinh tấn dõng mãnh, nên mau viên mãn các thánh đạo vô lậu và các chi thánh đạo, được nhập vào tinh tấn ba la mật đa, nhờ đó làm cho tất cả các nghiệp bất thiện nơi thân khẩu ý không phát sanh được. Đại Bồ Tát này ở trong các pháp quyết không chấp thủ, thường hoặc vô thường, khổ hoặc vui, ngã hoặc vô ngã, tịnh hoặc bất tịnh, cảnh giới hữu vi hoặc cảnh giới vô vi, dục giới, sắc giới hoặc vô sắc giới, hoặc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo,
hoặc ba pháp môn giải thoát hoặc vô lượng vô biên các Phật pháp khác đều chẳng chấp thủ thường hoặc vô thường vân vân, cũng không chấp thủ quả dự lưu cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đại Bồ Tát này cũng chẳng chấp thủ đây là bậc dự lưu, là bậc Nhất Lai hay là Phật, cũng chẳng chấp thủ hữu tình nào thấy hoàn toàn thì gọi là bậc dự lưu, hữu tình nào làm mỏng hạ phần kiết sử thì gọi là bậc Nhất Lai, hữu tình nào đoạn tận hạ phần kiết thì gọi là bậc Bất Hoàn, hữu tình nào đoạn tận thượng phần kiết thì gọi là bậc A La Hán, hữu tình nào đạt được độc giác thì gọi là độc giác, hữu tình nào đạt được trí đạo tướng thì gọi là Bồ Tát, hữu tình nào đạt được trí nhất thiết tướng thì gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Đại Bồ Tát này đối với các pháp và các hữu tình như thế đều chẳng chấp thủ. Vì sao? Vì tất cả pháp và các hữu tình đều vô tự tánh, không thể đắm trước. Đại Bồ Tát này thành tựu tâm tinh tấn dõng mãnh, nên dù làm các việc lợi ích cho hữu tình mà vẫn không tiếc thân mạng, vẫn đối với các hữu tình hoàn toàn vô sở đắc. Mặc dù đã viên mãn sự tu tinh tấn ba la mật đa, nhưng đối với tinh tấn ba la mật đa hoàn toàn vô sở đắc. Dù đã viên mãn tất cả Phật pháp, nhưng đối với Phật pháp hoàn toàn vô sở đắc. Dù đã nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, nhưng đối với cõi Phật hoàn toàn vô sở đắc. Đại Bồ Tát này thành tựu tâm tinh tấn như vậy. Dù đã xa lìa tất cả các pháp, cũng có thể thu nhận tất cả pháp lành, nhưng không chấp thủ. Vì không chấp thủ nên từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, từ thế giới này đến thế giới khác, vì muốn làm lợi ích cho các loài hữu tình, thị hiện các thần thông một cách tự tại vô ngại theo ý muốn. Nghĩa là thị hiện dưới nhiều hương thơm, giải các hoa đẹp, trỗi các kỹ nhạc, hiện mây sấm chấn động cả đại địa, hoặc thị hiện bảy món báu nhiệm màu trang nghiêm thế giới, thân phóng ánh sáng, làm cho chúng sanh đuôi mù đều được thấy rõ, hoặc thân hiện ra các mùi hương vi diệu, những kẻ nhơ uế đều được thơm tho sạch sẽ, hoặc thị hiện xây dựng hội cúng tế, bố thí mà không làm hại các loài hữu tình, nhân đó giáo hóa vô lượng hữu tình, làm cho họ nhập vào chánh đạo, xa lìa sự giết hại sanh mạng, cho đến việc tà kiến hoặc thực hành việc bố thí cho đến bát nhã. Các hữu tình nào vì muốn làm lợi ích các loài hữu tình khác, hoặc là xả bỏ của báu, bỏ vợ con, bỏ ngôi vua, bỏ phần thân thể, bỏ cả thân mạng, tùy theo các loài hữu tình nên dùng phương tiện như vậy để làm lợi ích an vui cho họ. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, do sức tâm vô lậu xa lìa các tướng, có thể ở trong tất cả pháp vô tướng, vô đắc, vô tác viên mãn tinh tấn ba la mật đa, và có thể viên mãn các pháp lành khác. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên đem tâm đi tướng vô lậu mà tu tịnh lự ba la mật đa, trừ định của Như Lai còn đối với các định khác, đại Bồ Tát này đều được viên mãn. Đại Bồ Tát này lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc, nhập vào sơ tịnh lự cho đến chứng vào tịnh lự thứ tư được an trụ hoàn toàn. Đại Bồ Tát này đem tâm từ nói rộng cho đến đem tâm xả duyên khắp mười phương mà an trụ hoàn toàn. Đại Bồ Tát này vượt qua các sắc tưởng, diệt hữu đối, không tư duy các thứ tưởng, nhập vào không vô biên, không vô biên xứ cho đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ được an trụ hoàn toàn. Đại Bồ Tát này nhập vào tịnh lự ba la mật đa, đối với tám giải thoát, chín định thứ đệ, dù thuận nghịch đều được an trụ hoàn toàn. Đại Bồ Tát này đối với không vô tướng vô nguyện đẳng trì được an trụ hoàn toàn. Đối với định vô gián, định như điện quang, định kim cương dụ, định